Tối ngày 24 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng có văn bản hỏa tốc về vụ lũ quét cuốn trôi du khách tại khu du lịch làng Cù Lần, xã Lát, huyện Lạc Dương. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, khoảng 13 giờ ngày 24 tháng 10, nhân viên lái xe khu du lịch làng Cù Lần chở 4 du khách Hàn Quốc, gồm 2 nam, 2 nữ đi tham quan, trải nghiệm dọc suối thì bất ngờ bị lũ quét cuốn trôi. Khi xảy ra tai nạn, tài xế và một du khách đã thoát ra ngoài, 3 người còn lại bị cuốn mất tích. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 3 người bị lũ cuốn. Nạn nhân thoát ra ngoài trước đó tử vong trên đường đi cấp cứu, còn tài xế bị thương. Thi thể các nạn nhân hiện đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để bảo quản, tiến hành các thủ tục. Đồng thời, tỉnh Lâm Đồng đã thông tin đến cơ quan ngoại giao của Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh về tình hình người bị nạn để phối hợp thực hiện công tác bảo hộ công dân, giải quyết hậu quả theo đúng quy định của pháp luật.